Quay lại với những bài toán quen thuộc từ các bạn. Lần này là một vấn đề cực kỳ to, to vì con số rất là lớn. So sánh 9 mũ 101 cộng 9 mũ 102 cộng 9 mũ 103 cộng vân vân cho tới 9 mũ 998 cộng 9 mũ 999 cộng 9 mũ 1000 với 1 triệu 900.000 giai thừa. Tức là 1 triệu 900 nhân 1 triệu 899.999 vân vân cho tới 3 nhân 2 nhân 1. Các bạn hãy tạm dừng video và thử làm bài toán này nhé. Cũng rất thú vị đó. À đây có một vài điều gợi ý ở đây. Bạn có thể đặt tên và biến đổi biểu thức đầu tiên này. Và ta sẽ tìm được một biểu thức đơn giản hơn của nó. Từ đó ta có thể so sánh nó với một giá trị cụ thể nào đó giai thừa và rút ra được kết luận cho bài toán này. Ta hãy đi cùng vào giải quyết nó. Hãy đặt A bằng 9 mũ 101 cộng 9 mũ 102 cộng vân vân cho tới 9 mũ 999 cộng 9 mũ 1000. Các bạn hãy xem làm sao để có thể biến đổi được A này. Hãy nhân A với 9 và ta sẽ được. 9A sẽ bằng 9 mũ 102 cộng 9 mũ 103 cộng vân vân cho tới 9 mũ 1000 cộng 9 mũ 1001. Đến đây các bạn có thể rút gọn ngay được A phải không? Ta lấy 9A trừ đi A. Và được biểu thức như thế này. Và cuối cùng, suy ra được 8A sẽ bằng 9 mũ 1001 trừ đi 9 mũ 101. Hãy xem, 9 mũ 1001 sẽ bằng 9 x 9 nhân vân vân nhân với 9 với 1001 lần số 9. Giờ ta lên so sánh 9 mũ 1001 này với một số nào để có thể so sánh được với 1 triệu 900.000 giai thừa. 9 x 9 x 9, 1001 lần số 9 sẽ nhỏ hơn 9 x 10 x 11 nhân vân vân nhân cho tới 1001. Tức là 9 mũ 1001 sẽ nhỏ hơn 1009 giai thừa. Mà 1009 giai thừa nhỏ hơn rất nhiều so với 1 triệu 900.000 giai thừa. Nên đương nhiên là 9 mũ 101 cộng 9 mũ 102 cộng vân vân cho tới 9 mũ 999 cộng 9 mũ 1000 sẽ nhỏ hơn 1 triệu 900.000 giai thừa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.